Anh Ngô Thanh Sáng bắt đầu đầu tư vào trang trại trồng cây ăn quả từ năm 2014. 30 hecta đất được anh phân chia khu vực, bố trí trồng từng loại cây tại những Tôi khu nghĩ rằng vực thích trồng cây hợp cây và mà canh phù tác hợp theo chuẩn Việt Gáp, do đảm bảo các tiêu mình chuẩn về phù an hợp toàn thực phù hợp phẩm. tất cả các loại Anh cây. chọn trồng giống Lát bưởi nữa Nam anh Roi em làm và cái da xanh vì những giống này rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, dễ tiêu thụ, giá tương đối cao. Trên diện tích gần 10 hecta, anh trồng 2.500 cây bưởi. Ở thời điểm này, năng suất đạt từ 15 đến 20 tấn mỗi hecta. Quả có nhưng mà trong lượng từ mình biết 1,2 mình đến ăn uống thôi, bây giờ chị 1,8 kg. bảo này làm sao em Anh biết Sáng các chọn sầu không riêng sao Thái được và đồ đâu. na, còn bơ chủ yếu các giống 034, bơ bút và bơ bin. Hiện tại toàn bộ vườn cây đang bước vào thời kỳ kinh doanh. Để nâng cao giá trị nông sản, xây dựng được kênh tiêu thụ ổn Trước định, đây sao anh cả em Sáng muốn đang làm hồ sơ đăng ký em tham làm cái gia gì chứng nhận sản phẩm OCOP. Theo anh Sáng, với quy mô trang trại khá lớn thì việc tham gia sản phẩm OCOP là hết sức cần thiết, sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực. có thể là mình Hiện tại thì gia đình tôi đang gần xong hoàn thiện trong cái hồ sơ OCOP để sắp tới phê duyệt, và còn cái giấy chứng nhận thì chúng tôi đã hoàn thành, tiếp tục việc gia hạn Việt Gáp đã xong. Lợi ích khi tham gia OCOP tôi thấy là được rất là nhiều người quan tâm hiện nay. Đối với tôi thì tôi thấy khi tham gia OCOP là sản phẩm của tôi đang được rất nhiều người biết đến và cũng đang được rất nhiều người tin dùng khi tham gia vào OCOP. Mà thứ hai nữa là theo đà phát triển của đất nước thì chúng tôi đang xây dựng cho xã Quảng Sơn là phát triển nông thôn mới. quá trình chăm sóc vườn cây, anh Sáng chú trọng đảm bảo nguồn nước tưới thường xuyên, sử dụng tối đa nguồn phân bón hữu cơ sinh học, dùng chung các loại vật tư nông nghiệp để tiết kiệm chi phí. Khác với các mô hình nông nghiệp thông thường, anh Sáng bố Bỏ trí đa cây trên cùng một đơn vị diện tích nhưng không xen canh để tạo thuận lợi cho chăm sóc, quản lý dịch bệnh. Mục tiêu hướng đến của trang trại là đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản, nâng cao giá trị kinh tế. Đối với cây bơ thì tôi chọn lại hai loại giống, đó là giống bơ 034 và giống bơ bút. Và đây hai giống đang hiện tại đang có cho năng suất và giá trị kinh tế thì cao. Còn với sầu riêng thì tôi chọn lại sầu riêng Thái vì nó cũng cho kinh tế, giá trị kinh tế. Ở đây thì chúng tôi đã phân khu ra theo từng từng khu vực trồng bơ riêng và trồng bưởi riêng và sầu riêng riêng để khi canh tác chăm sóc nó cũng thuận tiện cho việc chăm sóc. Khi quản lý dịch bệnh cũng vậy. Mỗi loại cây cho thời điểm ra bông đậu trái khác nhau nên là mình khi canh tác nó cũng rất là dễ. Trước mắt sản phẩm thu hoạch tại vườn phục vụ thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Trong tương lai, anh Sáng hướng đến việc phát triển sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch canh nông. Do đó, ngay từ khâu quy hoạch vườn cây, ngoài việc thuận lợi cho chăm sóc, quản lý dịch hại, bảo vệ môi trường, còn đảm bảo phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, chăm sóc vườn cây theo quy trình khép kín, tận dụng tối đa phế phẩm dư thừa của từng loại cây trồng để tái phục vụ sản xuất, tiết kiệm chi phí đầu vào. Trong tương lai chúng tôi đang hướng đến là có thể cho phát triển thêm ngành du lịch để cho bà con đến, cho khách tham quan có thể đến và mua tận tại vườn. Trong quá trình canh tác sản xuất cây trồng này thì tôi thấy dư thừa quá nhiều nên là buộc mình thấy tận dụng cái nguồn dư thừa này thì lại mình thấy nghĩ đến con heo rừng thì lại buộc nên là chúng tôi phát triển thêm cái chăn nuôi heo rừng để tận dụng các sản phẩm dư thừa còn lại. Chăn nuôi heo rừng thì chúng tôi đang nuôi một khu riêng để làm sao đảm bảo về cái yếu tố về môi trường. Thời gian qua, sản phẩm trái cây Quang Sáng đã bắt đầu tiếp cận, kết nối thị trường, tạo niềm tin với người tiêu dùng. Trái cây tươi ngon, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thường xuyên, chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý là những yếu tố để đối tác ký kết lâu dài với trang trại Quang Sáng. Dự kiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông sẽ tổ chức đánh giá sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP đợt 2 năm 2020 vào tháng 11 tới đây. Nếu sản phẩm trái cây Quang Sáng được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP thì thị trường tiêu thụ sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần quảng bá, nâng tầm sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Đắk Nông.